Sự khác biệt của người đã tiêm vaccine khi nhiễm Omicron. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Ở Mỹ, những người đã tiêm vaccine có triệu chứng nhẹ khi nhiễm biến thể Omicron. Ở Nam Phi, 90% số bệnh nhân phải nhập viện là những người chưa chủng ngừa. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Omicron đã có mặt ở gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. WHO xếp Omicron vào nhóm biến thể gây lo ngại trong chưa đầy một tuần kể từ khi được ghi nhận ở Nam Phi. Điều này đồng nghĩa Omicron có thể dễ lây truyền hơn các biến thể trước đó và tránh được các loại vaccine hiện có. Nhưng các chuyên gia virus cho biết họ vẫn cần vài tuần để xác định chính xác các đặc tính của biến thể Omicron. Mặc dù vậy, số ca bệnh gia tăng cho phép giới chuyên môn có những đánh giá ban đầu về những người đã tiêm chủng bị nhiễm virus này. Bà Rochelle Varensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đã thảo luận về các trường hợp nhiễm Omicron. Theo bà Varensky, hiện nay biến thể được tìm thấy ở một số tiểu bang như California, New York, Minnesota, Hawaii, Colorado. Hawaii ghi nhận một người chưa được tiêm chủng nhiễm Omicron trải qua các triệu chứng mức độ vừa phải. Các ca bệnh ở California, Colorado, Minnesota đã tiêm chủng đầy đủ và chỉ có các triệu chứng nhẹ. Nhìn chung, bà Walensky đánh giá những người được tiêm chủng hầu hết chỉ có biểu hiện nhẹ khi nhiễm Omicron. Dựa vào những trường hợp trên, chúng tôi có thể nói một số mắc bệnh nhẹ, một số có thể nặng hơn. Nhiều ca có triệu chứng nhẹ là những người đã được tiêm phòng, bà Walensky thông tin. Trong khi đó, người Israel đầu tiên mắc phải biến thể Omicron là một bác sĩ tim mạch đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Bác sĩ Alad Mar bị sốt, đau họng, nhức mỏi cơ. Nếu không tiêm vaccine, có lẽ tôi đã phải nằm viện, ông Mar nói. Bác sĩ Mukwa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi cho hay, ông thấy các ca nhiễm biến thể Omicron có triệu chứng nhẹ hơn. Các bệnh nhân trẻ hơn và có triệu chứng nhẹ, 90% số bệnh nhân phải nhập viện là những người chưa tiêm chủng, bác sĩ Mukwa nói. Bà Walensky lưu ý, hầu hết các ca COVID-19 ở Mỹ hiện nay vẫn nhiễm biến thể Delta. Một số chuyên gia dự đoán Omicron sẽ thống trị thế giới trong vòng từ 3 đến 6 tháng, nhưng những người khác không tin biến thể này sẽ vượt mặt Delta. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều cần làm để hiểu cách thức vaccine COVID-19 sẽ hoạt động như thế nào để chống lại Omicron. Nhưng chúng tôi biết đối mặt với mọi biến thể hiện nay, việc chủng ngừa vẫn tốt hơn là không tiêm, bà Walensky nói.